Sau khi đại dịch COVID-19 dần được kiểm soát, người dân các nước trên thế giới đã bắt đầu chi tiêu nhiều hơn và tiêu dùng vì thế cũng được đẩy mạnh. Cùng với đó, ngành sản xuất được kỳ vọng sẽ phục hồi nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, gần đây, các số liệu thống kê lại đang kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Tại Mỹ chẳng hạn, trong tháng 6, cả chỉ số PMI sản xuất và số đơn hàng mà các nhà máy ở đây nhận được đã tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua. Còn tại châu Âu, chỉ số PMI sản xuất của tháng 6 cũng giảm xuống còn 52,1, trong khi lượng đơn đặt hàng mới cũng giảm với tốc độ nhanh nhất trong 2 năm. Còn tại châu Á, công xưởng của thế giới, trong suốt thời kỳ đại dịch COVID-19 thì ngành sản xuất của khu vực châu Á được hưởng lợi lớn với lượng đơn hàng sang Mỹ và châu Âu, từ máy tính xách tay, điện thoại và nhiều thiết bị điện tử khác. Nhưng giờ đây, nhiều nền kinh tế xuất khẩu hàng đầu trong khu vực lại đang ghi nhận mức chững lại của các nhà máy ở đây. Chỉ số PMI sản xuất của Hàn Quốc đã giảm tháng thứ 2 liên tiếp. Còn chỉ số PMI sản xuất của Ấn Độ ghi nhận mức tăng chậm nhất trong vòng 9 tháng. PMI sản xuất của Nhật Bản cũng giảm tốc. Trong khi chỉ số PMI sản xuất của Đài Loan, Trung Quốc thậm chí còn giảm xuống dưới ngưỡng 50, cho thấy sự thu hẹp hoạt động của các nhà máy tại đây. Số lượng đơn đặt hàng cũng ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong vòng 2 năm. Trong đại dịch, người ta đã mong chờ mãi các nhà máy sáng đèn và tiếng động cơ máy móc dấu hiệu của sản xuất phục hồi. Nhưng hiện thực sau đại dịch cho thấy con đường phục hồi này chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là khi tình trạng lạm phát cao đang ngày càng lan rộng tại nhiều quốc gia và gây xói mòn sức chi tiêu của người dân, làm suy giảm nhu cầu hàng hóa. Theo Bộ Thương mại Mỹ, chi tiêu cho hàng hóa của các hộ gia đình nước này trong tháng 5 đã giảm 1,6%, còn chi tiêu cho hàng hóa lâu bền giảm tới 3,5%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2021. Lạm phát tăng cao và việc Fed nâng lãi suất đã gây sức ép lớn lên tâm lý của người dân Mỹ, khiến niềm tin tiêu dùng sụt giảm mạnh nhất trong vòng 9 năm qua. Còn tại châu Âu, tỷ lệ lạm phát cao kỷ lục cũng khiến người tiêu dùng phải cắt giảm chi tiêu mua sắm lớn trong 12 tháng tới. Các chuyên gia kinh tế tại UBS dự báo chi tiêu của người tiêu dùng Eurozone sẽ giảm nhẹ trong quý 3, đi ngang trong 3 tháng cuối năm và phải tới đầu năm 2023 mới có thể tăng trở lại. Xu hướng người dân thắt chặt chi tiêu hiện cũng đã xuất hiện ở nhiều nền kinh tế lớn khác như Nhật Bản và Hàn Quốc. À vâng, đúng là khi người dân không còn mặn mà với việc rút hầu bao thì việc ngành sản xuất của các nước gặp khó khăn sẽ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, hình như ở đây không phải là nền sản xuất lớn nào trên thế giới cũng gặp khó khăn đúng không ạ? Bởi vì như tôi thấy là Trung Quốc vừa ghi nhận một sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 6 vừa qua. Vâng, đúng vậy thưa chị Minh Hằng và quý vị khán giả. Trong tháng 6 vừa rồi thì chỉ số PMI tại sản xuất tại Trung Quốc đã vượt ngưỡng 50 điểm, cho thấy sự mở rộng hoạt động sau 3 tháng thu hẹp liên tiếp. Còn chi phí vận tải biển, trong bức tranh tích cực này thì vẫn còn nhiều tiềm ẩn nhiều yếu tố đáng lo ngại, khi mà số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới là giảm trong tháng 6. Chi phí vận chuyển một container 40 feet từ Trung Quốc đến bờ Tây nước Mỹ cũng đã giảm khoảng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu đã suy yếu. Dẫu vậy thì ngành sản xuất Trung Quốc vẫn có thể trông cậy vào thị trường nội địa rộng lớn, dịch bệnh lắng dịu và lạm phát ở mức thấp cũng đã tạo điều kiện để nhu cầu tiêu dùng tại Trung Quốc tăng trở lại, với doanh số bán ô tô tăng đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái, còn nhiều thiết bị gia dụng đạt mức tăng 100%. Và để tận dụng hơn nữa tiềm năng này thì bên cạnh các chương trình kích cầu, Trung Quốc cũng đang triển khai hàng loạt giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất nâng cao tính cạnh tranh hàng hóa, thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Bộ Thương mại cùng 16 ban ngành vừa đưa ra các biện pháp thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô chất lượng cao và tăng mạnh doanh số bán hàng. Mục tiêu là xây dựng thị trường ô tô quốc gia thống nhất, phát triển xanh, carbon thấp và tái chế, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ trong toàn bộ chuỗi và các phân ngành của lĩnh vực công nghiệp ô tô. Năm qua, doanh số bán lẻ ô tô đạt 4.400 tỷ nhân dân tệ, tức là gần 657 tỷ đô la Mỹ, chiếm 9,9% tổng mức bán lẻ tiêu dùng xã hội. Trước áp lực tiêu thụ đi xuống từ tháng 4, Bộ Thương mại đã phối hợp với các ban ngành đưa ra 12 biện pháp nhằm thúc đẩy mở rộng tiêu thụ ô tô, củng cố xu hướng bình ổn, thúc đẩy chuyển đổi, nâng cấp thị trường ô tô, đẩy mạnh thực hiện phát triển ô tô chất lượng cao. Nằm trong kế hoạch thúc đẩy các sản phẩm chất lượng của 5 bộ ngành, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin tập trung đầu tư kinh phí để quảng bá 200 thương hiệu nổi tiếng với quy mô 10 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ từ nay đến năm 2025 để nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của các thương hiệu chất lượng cao. Các thiết bị gia dụng thông minh, hàng điện tử nội địa ngày càng chiếm lĩnh thị trường trong nước và thay thế dần hàng ngoại nhờ giá cả rẻ và chất lượng. Đến năm 2025, Trung Quốc sẽ có 200 nhà máy trình diễn sản xuất thông minh, thúc đẩy 300 kịch bản ứng dụng điển hình để giúp người tiêu dùng trải nghiệm tiêu dùng thông minh. Chỉ số thịnh vượng bán lẻ của Trung Quốc tháng 7 đạt 50,2, chỉ số trên 50 cho thấy nhu cầu tiêu dùng được mở rộng. 78 công ty niêm yết,
tức là hơn 2/3 số công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán hạng A vừa báo cáo kết quả tài chính tích cực trong nửa đầu năm nay. Chính sách hỗ trợ kịp thời của các cơ quan chức năng về vốn vay ưu đãi và các chính sách khác đã phát huy tác dụng. Ngay sau khi dịch cơ bản ổn, sức mua tại các trung tâm kinh tế lớn của Trung Quốc đều tăng từ 50 đến 100%. Này, những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất nâng cao chất